Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để gửi tới anh em một sản phẩm, đó chính là quạt gió giảm lạnh trong xe của xe Ford Ranger Everest 2003 đến 2008. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Halon Ấn Độ, em xin lỗi, Halon Hàn Quốc, với thương hiệu là Boss. Đây, em có thể nhìn Made in Korea. Đây là ba ba cái điểm để chúng ta bắt ba cái ốc vào hộp quạt gió giảm lạnh. Đây là phần phía rắc để anh em các bác có thể cắm rắc điện vào đây, rắc âm, rắc dương. Đây là phần cánh của để sản sinh ra gió quạt. Đây là cái phần phanh để chúng ta cài giữ cánh quạt. Phần đuôi 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 quạt và phần cánh quạt thì được thiết kế 100% là nhựa ABS cao cấp, được chuyên dụng để sản xuất cho linh phụ kiện phụ tùng ô tô, các phần về nhựa. Và phía phần trong của quạt đó, chúng ta hay gọi là phần motor, thì nó sẽ bao gồm là các cái lõi đồng bạc bi để giúp quạt chuyển động khi anh em chúng ta bật điều hòa. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là quạt gió giảm lạnh phía trong xe của xe Ford Ranger Everest 2003 đến 2008. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.